Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp và giới thiệu dòng sản phẩm mới của bên mình. Đó chính là mẫu máy massage cầm tay đa năng cao cấp Kingtech Lux 900. Như các bạn có thể thấy, đây là bao bì của sản phẩm. Sản phẩm được hoàn thiện với bao bì khá là cao cấp như thế này, có đầy đủ thông tin cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp của sản phẩm ra. Đầu tiên các bạn sẽ có ở bên trong hộp của sản phẩm đó là phiếu bảo hành, thư cảm ơn cũng như là sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Còn đây sẽ là bộ sạc của sản phẩm, được để trong một hộp bằng giấy như thế này. Sạc khá là cao cấp với thông số là 9V và 1A. Và như thường lệ, chúng ta sẽ có các đầu massage để thay thế. Sản phẩm này sẽ có tổng cộng là 6 đầu massage. Trên tay mình đây sẽ là 5 đầu và một đầu đã được gắn sẵn ở bên trong của sản phẩm rồi. Và đây là một phụ kiện khá là đặc biệt, đó chính là đế sạc của sản phẩm. Sản phẩm này sẽ khác các sản phẩm máy massage cầm tay thông thường một chút ở phần sạc, thì lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này. Và cuối cùng, đó chính là nhân vật chính của chúng ta, mẫu máy massage đa năng cao cấp Kingtech Lux 900. Sản phẩm được bọc trong một túi ni lông như thế này, khá là kỹ càng. Và ngay trên tay mình đây chính là nhân vật chính của chúng ta, mẫu máy massage cầm tay đa năng cao cấp Kingtech Lux 900. Như các bạn có thể thấy thì máy được thiết kế dạng thuôn dài và có cán cầm được bo tròn như thế này, giúp chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm và massage được ở những vùng mà thông thường chúng ta khó có thể với đến, ví dụ như là phần lưng. Toàn bộ phần ngoài của sản phẩm được bao phủ một lớp nhựa ABS khá là cao cấp. Và một điểm đặc biệt nữa, đó chính là phần nhựa này thay vì phủ bóng như những loại máy massage truyền thống thì nó lại được hoàn thiện dạng sần và hơi mờ như thế này, giúp tăng cái vẻ cao cấp của sản phẩm. Và đúng như vậy, khi các bạn mới cầm sản phẩm lên thôi, chúng ta có thể cảm nhận được ngay sự cao cấp đó. Ở phía trên này, các bạn có thể để ý có hai phần chấu bằng kim loại, thì hai phần chấu này sẽ giúp cho sản phẩm có thể sạc được. Lát nữa mình sẽ mô tả kỹ hơn về phần sạc của sản phẩm. Ở phần dưới này chính là cụm massage chính của chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng thay thế cái đầu massage bằng cách xoáy theo chiều ngược kim đồng hồ để tháo ra, và ngược lại chúng ta có thể gắn lại bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ. Khá là đơn giản đúng không ạ? Phần dưới này có đầy đủ tem bạc của sản phẩm. Ở phía mặt bên này chúng ta sẽ có logo Kingtech và cụm điều khiển chính. Ở dưới cùng này chính là nút chúng ta có thể dễ dàng bật và tắt sản phẩm. Chúng ta chỉ cần ấn một lần thôi, sản phẩm đã bắt đầu hoạt động rồi. Đó, như thế này. Và ấn một lần nữa để tắt. Và như các bạn có thể thấy thì chúng ta cũng có một đèn thể hiện dung lượng pin của sản phẩm, giúp chúng ta tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra hai nút speed và nút mode này sẽ giúp các bạn có thể điều chỉnh được tốc độ massage cũng như chế độ massage. Sản phẩm này có tổng cộng là 5 tốc độ và 4 chế độ massage, giúp các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được chế độ phù hợp nhất với mình. Và phần dưới là phần cán cầm thôi. Như đã giới thiệu ở phần đầu của video thì sản phẩm này có một phụ kiện khá là đặc biệt, đó chính là phần đế sạc này. Để sạc cho sản phẩm, các bạn chỉ cần đơn giản là đặt máy massage vào trong đế sạc và cấp nguồn cho phần đế. Đây, các bạn có thể thấy cổng cấp nguồn phía sau của đế này. Chúng ta gắn vào bộ cấp nguồn và cắm vào nguồn điện của chúng ta là sản phẩm đã có thể sạc được rồi. Thì nó sẽ khác những dòng máy massage thông thường một chút. Ở những dòng máy massage thông thường thì ở trên máy sẽ có một cái cổng sạc và chúng ta cần phải cắm nguồn trực tiếp vào cổng sạc đó. Thứ nhất thì nó sẽ không được tiện lợi như phần đế sạc này. Thứ hai nữa sẽ không đảm bảo an toàn khi chúng ta sạc cho thiết bị. Và đây cũng là một điểm cao cấp và rất là đáng tiền của mẫu máy Lux 900 này. Về chính sách hậu mãi, bên mình đang cam kết bảo hành 12 tháng, một đổi một trong 30 ngày đầu tiên nếu sản phẩm có lỗi từ phía của nhà sản xuất. Ngoài ra bên mình cũng áp dụng chính sách đó là 7 ngày dùng thử miễn phí. Có nghĩa là trong 7 ngày đầu tiên từ lúc bạn nhận sản phẩm, bạn không hài lòng với sản phẩm hay bất cứ một lý do nào khác,
bạn hoàn toàn có thể trả lại sản phẩm và bên mình sẽ hoàn lại tiền cho bạn. Đây cũng như là một lời cam kết về chất lượng cũng như là sự hài lòng của khách hàng, nên các bạn ở xa hoàn toàn có thể yên tâm đặt hàng và tin tưởng ủng hộ Kingtech. Nhất là trong thời điểm dịch như thế này, chúng ta khó lòng có thể mua được hàng trực tiếp, thì bên mình vẫn giao hàng thu tiền tận nhà cho các bạn và miễn phí vận chuyển 100%. Xin cảm ơn các bạn.